Hôm nay mình làm video này, mình sẽ nói về các lệnh cơ bản trong phần Sketch 2D của SolidWorks. SolidWorks là một phần mềm chuyên về thiết kế 3D ấy, để đáp ứng hầu hết các nhu cầu thiết kế cơ khí. Đây là giao diện của phần mềm SolidWorks 2016. Đầu tiên chúng ta vào File, New, mở một trang mới lên để vẽ. Như đầu video mình đã nói là mình sẽ nói về các lệnh cơ bản trong một số lệnh cơ bản trong phần Sketch 2D. Đầu tiên chúng ta chọn Sketch. Đúng là Sketch. Nó có 3D hoặc 2D, mình chọn 2D. Chọn một mặt phẳng vẽ. Thì trên thanh công cụ nó có một số lệnh là vẽ đường thẳng, đường tròn, đường cong. Đây thì là hình chữ nhật. Đường cung tròn, hình ellipse, vẽ rãnh then, vẽ hình đa giác đều và những lệnh chỉnh sửa hình. Lệnh đầu tiên là lệnh line. Nó giúp chúng ta vẽ những đường thẳng. Đấy. Trong cái line này có một số tùy chọn, đó là cái đường nét đứt này. Hoặc là mình có thể vẽ đường thẳng từ tâm ra như thế này. Xóa một điểm làm tâm rồi kéo sang, nó sẽ ra sai bên như này. Cái đó lệnh là lệnh line, vẽ đường thẳng. Còn tiếp theo là lệnh vẽ đường tròn. Chúng ta có hai tùy chọn, một là chọn vẽ vẽ hình tròn theo tâm và bán kính. Chọn để tôi người kéo ra. Một tùy chọn nữa đó là vẽ cung tròn từ 3 điểm. 3 điểm thì chúng ta có thể xác định một hình tròn. Đây, chọn lệnh này. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Chúng ta xác định một hình tròn. Đấy là lệnh SPLine. Thì thực ra lệnh này mình cũng chưa được dùng nhiều lắm. Có thể trong chương trình học mình chưa dùng đến lệnh này nhiều nên là mình chỉ biết công dụng thôi chứ cũng không dùng bao giờ. Bây giờ thì chúng ta cứ vẽ đường cong như này thôi. Click vào các điểm và nó sẽ vẽ theo đường cong theo những điểm đấy. Cái tùy chọn thứ hai của nó thì vẽ đường cong theo những đường muốn, theo những đường thẳng mình chọn này. Tùy chọn thứ ba là vẽ đường cong theo một cái hàm số của mình cho trước. Lệnh tiếp theo là vẽ hình chữ nhật, vẽ tứ giác. Lệnh đầu tiên là vẽ hình chữ nhật theo hai góc. Thì những cạnh nó sẽ hai cạnh sẽ nằm ngang hoặc nằm ngang hoặc nằm dọc hết. Tùy chọn thứ hai là vẽ hình chữ nhật từ tâm và một góc. Thì ở lệnh này thì các chiều dài và chiều rộng nó theo chiều dọc chiều ngang hết. Lệnh thứ ba là vẽ hình nhật theo ba góc. Đầu tiên chúng ta chọn một góc này, hai góc, ba góc thì sẽ vẽ được một hình chữ nhật. Tùy chọn thứ tư là vẽ hình chữ nhật từ tâm một từ tâm này, trung điểm của một cạnh và đầu mút của cạnh đó. Nó sẽ vẽ một hình chữ nhật. Lệnh thứ tùy chọn thứ năm của nó là vẽ hình hình bình hành. Chúng ta cũng chọn ba góc. Chọn ba góc rồi là vẽ sẽ được một hình bình hành. Lệnh tiếp theo nó là lệnh vẽ cung tròn. Thì, lệnh này có ba tùy chọn. Thứ nhất là ta sẽ vẽ từ tâm cho một điểm đầu, một điểm cuối của cung tròn mà ta cần vẽ.
trọng thứ hai là từ một đường thẳng ta sẽ vẽ được một cung tròn nó tiếp tiến với cái đường thẳng đó. Ví dụ mình vẽ một đường thẳng đây. Khi chọn lệnh này, chọn một đầu mút của đoạn thẳng. Đấy thì khi ta vẽ cung tròn nó sẽ luôn luôn tiếp tiến với cái đường thẳng mình chọn trước đấy. Thì chọn thứ ba là mình sẽ vẽ được cung tròn từ 3 điểm của cung tròn ấy, một điểm đầu, một điểm cuối và một điểm nữa do mình chọn nào. Đó là lệnh cung tròn. Tiếp theo là lệnh ellipse. Thì lệnh này cũng có 4 tuyển chọn. Thứ nhất là vẽ ellipse, kéo ra. Kéo chiều dài và chiều rộng nó để vẽ được một ellipse. Tuyển chọn thứ hai là vẽ cung ellipse. Chúng ta cũng vẽ như lệnh ellipse thôi. Chọn chiều dài và đến đây nó chọn một điểm, chọn chiều rộng và vẽ một tích vào một điểm đầu luôn. Đấy, vẽ được một cung ellipse như thế này. Còn hai lệnh parabol và conic thì thực sự là mình cũng không được dùng nhiều. Lệnh tiếp theo là lệnh slot, là lệnh chúng ta vẽ dạng then vẽ nhanh hơn. Thay vì là phải vẽ những đường thẳng và những đường cong thì nó có cái cách vẽ này rất là nhanh. Thì nó có một số tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là vẽ chọn một điểm đầu, một điểm cuối và kéo ra. Có được một cái chọn độ điểm đầu điểm cuối và chọn độ rộng cho nó. Thì chọn thứ hai là vẽ từ tâm rồi kéo ra để chọn độ rộng. Này nó giống kiểu vẽ đối xứng đấy. Thì chọn thứ tư là vẽ dạng then theo cung tròn. Này chúng ta chọn điểm đầu điểm cuối, xác định đường cong và kéo ra chọn độ rộng. Lệnh thứ tư thì cũng là dạng then theo cung tròn nhưng mà nó chọn từ tâm một điểm đầu một điểm cuối và kéo ra chọn độ rộng cho dạng then. Lệnh tiếp theo là vẽ đa giác đều. Để chúng ta có thể nhập số cạnh ở đây, ví dụ 8 cạnh, chọn một điểm tâm và kéo ra nó sẽ chúng ta một hình đa giác đều, hình hình là hình bát giác đều đó. Lệnh tiếp theo là lệnh fillet và chamfer. Lệnh này thì chúng ta bo góc của vắt cạnh các những cái góc mà ví dụ như hình vuông như này, nhưng mà mình không muốn để góc vuông này mà cái bản vẽ nó yêu cầu mình vẽ cái góc vuông này nó bo lại, bo tròn lại. Ví dụ mình chọn một điểm này. Ví dụ mình vẽ như này, nó có một cái tùy chọn trong lệnh fillet đó là giữ keep corner, corner tức là giữ ràng buộc ở các góc. Ví dụ góc này mình đã có ràng buộc như này, mà khi mình fillet mình không muốn để mất cái ràng buộc đấy thì nó sẽ vẫn giữ lại cái đường thẳng ở ngoài như này, nó không bị mất cái ràng buộc. Còn một dấu tích nữa là dimension x fillet, tức là
mình chọn này hoặc không, tức là mình sẽ ví dụ mình chọn nhiều cái thì dấu mình tích đây nghĩa là mình sẽ để kích thước ở mỗi mỗi một lần mình fillet nó sẽ đều viết kích thước ra đây như này. Nếu mình không tích vào đó thì nó sẽ chỉ hiện cái kích thước ở một cái, còn những cái kia sẽ được mặc định là bằng bằng nhau luôn. Như này. À. Bỏ tích này đi. Nó sẽ chỉ ghi kích thước ở một cái fillet thôi. Và lệnh chamfer thì cũng tương tự nhưng nó là vát vát cái cạnh góc của góc vuông ấy. À không phải góc vuông mà bất kỳ góc gì. Ví dụ mình vẽ một cái hình bình hành đi. Mình chọn chamfer. Nó có một số thì chọn là nó xác định cái góc chamfer này theo góc một khoảng cách. Đây ví dụ mình chọn cái này đi. Này. Này. Đấy, nó sẽ là góc 45 và một kích thước bằng 10 à một cái khoảng cách bằng 10. Nếu mình chọn distance distance này thì nó sẽ là hai khoảng cách. Ví dụ mình tích ra. Này. Đây sẽ 10 10. Đấy, như vậy. Còn cái equal distance này tức là cho hai cái kích thước bằng nhau. Nếu bỏ tích ra thì mình có thể chọn được. Tích này tức là chọn bằng nhau, còn nếu mình bỏ cái tích này đi thì mình sẽ chọn được ví dụ mình cho này là 15. Thì là 10. Mình sẽ cạnh 15 cạnh 10. Lệnh tiếp theo là lệnh trim trim entity. Nó là lệnh để loại bỏ các đối tượng thừa. Khi mình vẽ mình vẽ nó thừa một số những cái nét ra ngoài mình muốn loại bỏ thì mình sẽ dùng cái lệnh này. Đây, ví dụ mình vẽ một loạt các đường là cái đường thẳng như này, ví dụ mình trim, trong trim này nó có một số thì chọn, thì lựa chọn thứ nhất là power trim là mình kinh một điểm mình dê đâu thì nó sẽ cắt như cạnh cái đấy. Đấy như vậy. Lựa chọn thứ hai của nó là corner, tức là góc theo góc. Ví dụ mình chọn vào cạnh này và cạnh này. Đấy, thì những cái đối tượng ở ngoài góc đấy nó sẽ những cái đối tượng thuộc đường thẳng mình chọn mà ngoài góc đấy nó sẽ bị mất đi. Đó và tùy chọn tiếp theo là đó là cắt những cái đường thẳng, cắt những cái đối tượng mà nó nằm giữa hai đường thẳng. Đó, mình xác định trước, ví dụ như là chọn lệnh này đi. Chọn hai đường này. Khi mình chọn những đường thẳng ví dụ như đường này thì nó sẽ mất cái phần ở trong. Mình chọn đường đường này thì nó sẽ mất cái phần ở trong. Ví dụ. Đây. Đây. Còn tùy chọn nữa là các cái đường ngoài nó cũng tương tự như nó ngược lại thôi. Chọn đường này, chọn này. Đường nó sẽ mất hai cái ở bên ngoài đi. Lệnh trim to closest này là nó cũng giống như power trim nhưng mà đây là mình phải tích hẳn vào cái đối tượng đấy, tích hẳn vào cái đối tượng mình cần cắt đấy. Đó, như vậy. Trên đây là video mình nói về một số những cái lệnh cơ bản trong Sketch 2D của SolidWorks. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.